Đang xin chào bạn. Sau đây đang xin giới thiệu các bạn máy CD201. Mười tám của một đồng bi, tỷ lệ truyền 7.3.1. Máy ngang không chứa dây này. 0.2 là 0.2 là 120m, 0.3 là 100m. Redking sản xuất. Máy tỷ lệ truyền khá cao, quay rất chậm mà đã thu dây rất nhanh. Máy đẹp, giá tầm trung các bạn lựa chọn máy lu. Cân trọng lượng các bạn. Nghe chế độ AUX, chuyển về chế độ RAM này. RAM 234 chưa được 2.5 lạng nữa, khá nhẹ. Mười tám một vòng bi. Vừa rồi Hải đang đã giới thiệu các bạn máy ngang CD 200. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Ram Fixing.